Chiều ngày 22 tháng 12, Công an thành phố Hải Phòng thông tin ban đầu về vụ án xảy ra 13 năm trước tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. Theo đó, ngày 7 tháng 12, Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông NVQ tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên. Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an tập trung xác minh làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, bộ hài cốt được phát hiện là chị NTT, sinh năm 1988, thường trú tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Gia đình chị cho biết chị đã mất tích cách đây 13 năm. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh thấy có dấu hiệu vụ án hình sự. Ngày 15 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xác minh làm rõ. Qua rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, đấu tranh với Bùi Trung Thành, sinh năm 1993, trú tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Bùi Trung Thành khai nhận là người đã gây ra cái chết của nạn nhân khi đang thực hiện hành vi cướp tài sản của chị tại nhà ông NVQ vào ngày 9 tháng 12 năm 2010. Sau đó, giấu xác nạn nhân vào bể chứa nước thải phía sau nhà. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Bùi Trung Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định. Ngày 22 tháng 12, liên quan thông tin báo chí phản ánh về việc học sinh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 ở huyện Bắc Hà, Lào Cai có bữa ăn không đảm bảo về định lượng và thực phẩm kém chất lượng, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà đã có kết quả kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung liên quan. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, kết quả thanh tra cho thấy thông tin bữa ăn bán trú của học sinh bị cắt xén là có cơ sở. Nhà trường không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh. Nhiều hồ sơ nhập, xuất công khai nhưng hiệu trưởng nhà trường chưa ký nhận. Nhiều bản kê giao nhận, xuất hàng hóa hàng ngày người nhận thực phẩm, hiệu trưởng chưa ký. Phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, người nhận tiền. Bản nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp với bản tổng hợp nhập thực phẩm của tháng. Hàng ngày, giáo viên vận chuyển thực phẩm từ cơ sở cung cấp về nhập kho, người nhận không kiểm tra khối lượng và chất lượng hàng hóa, không ký bất kỳ sổ sách nào. Số lượng thực phẩm giao thực tế và số tiền thanh toán thực tế có chênh lệch. Qua kiểm tra, tổ xác minh của Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà đã xác minh số liệu tại kho bạc nhà nước chi nhánh huyện Bắc Hà như sau. Nhà trường chưa rút tiền tại kho bạc nhà nước, chưa thực hiện các thủ tục chi trả tại kho bạc nhà nước. Nhà trường mua nợ chưa thanh toán một số sách giáo khoa cho học sinh. Nhà trường mua sách giáo khoa mới cho học sinh khối lớp 4. Các khối lớp 1, 2, 3, 5 còn lại mua bổ sung một số sách mới thay thế sách đã bị cũ, hỏng. Tuy nhiên, nội dung này chưa xác minh được số lượng cụ thể. Như vậy có thể khẳng định, thông tin các phụ huynh không nhận được tiền hỗ trợ học tập cho học sinh là có cơ sở. Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà cũng cho biết, hiện nay mọi hoạt động tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 đã trở lại bình thường. Các suất ăn bán trú dành cho các em đã được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, do còn một số nội dung cần xác minh liên quan đến nhiều người, ở các thời điểm khác nhau, có tính chất phức tạp, nên Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà quyết định chuyển vụ việc sang cơ quan công an huyện Bắc Hà để tiếp tục điều tra. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà đã nhận được đơn xin từ chức của ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Lý do là ông Hà tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến gây dư luận không tốt trong xã hội. Ngày 22 tháng 12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, các lực lượng của đơn vị phối hợp với cơ quan liên quan vừa phá thành công chuyên án TH823, bắt giữ một đối tượng người nước ngoài đang vận chuyển lượng ma túy cực lớn. Theo đó, sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, lúc 10 giờ ngày 21 tháng 12, tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, huyện Quang Sơn, đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, chủ trì, phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, Cục Hải quan Thanh Hóa bắt quả tang đối tượng Công Van Siong, sinh năm 1987, quốc tịch Lào, đang vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ 12 bánh heroin, 22.400 viên ma túy tổng hợp 12,1 kg ketamine, tổng trọng lượng khoảng 21,1 kg ma túy các loại. Ngoài ra, khám người đối tượng còn phát hiện một khẩu súng ngắn và 100 viên đạn, một ô tô bán tải cùng nhiều tang vật liên quan.
ngày 22 tháng 12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Ngọc Phú, 45 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, năm 2013, Phú quen biết với bà Nguyễn Thị Minh Hòa, 65 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ và cho biết bản thân có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo, có khả năng xin việc, xin đi học và xin chuyển công tác. Tin rằng Phú xin việc được nên từ năm 2013 đến năm 2015, bà Hòa đã nhận hơn 1,6 tỷ đồng của 12 người rồi nhờ Phú xin việc. Khi đưa hồ sơ xin việc, bà Hòa đã đưa cho Phú hơn 1,5 tỷ đồng để lo lót. Tuy nhiên, sau một thời gian thấy Phú không xin được việc như đã hứa, bà Hòa đòi lại tiền thì được Phú trả lại 290 triệu đồng. Số tiền 1,2 tỷ đồng còn lại Phú không chịu trả nên bà Hòa đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Tháng 6 năm 2017, cơ quan điều tra đã mời Phú đến làm việc. Tuy nhiên sau lần làm việc này Phú đã bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định truy nã đối với đối tượng Phú. Đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, Phú đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 22 tháng 12, ông Vũ Quốc Trí, Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, trong năm 2023, có hơn 5 triệu khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Theo tổng hợp thông tin từ các cơ quan du lịch các nước, Thái Lan đón hơn 800.000 khách Việt Nam, Hàn Quốc đón hơn 420.000 khách Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc là 350.000 lượt khách Việt Nam. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đến hết tháng 11 năm 2023, Việt Nam đã đón 11,2 triệu lượt khách quốc tế, ước tính đạt 69% so với năm 2019, phục vụ 103,2 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 628,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản là những thị trường gửi khách đến Việt Nam lớn nhất. Hiệp hội Du lịch Việt Nam tiếp tục đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp du lịch trong quá trình thực hiện nghị quyết 82 của chính phủ, đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, tiếp tục triển khai hiệu quả dự án giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động kinh doanh du lịch và các hoạt động hợp tác quốc tế. Ngày 22 tháng 12, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long An Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An có quyết định tiếp nhận ông Trương Tấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An chờ bố trí công tác. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được mong muốn đồng chí Trương Tấn Sơn tiếp tục phát huy sở trường, kiến thức, kinh nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sơn bày tỏ niềm vui khi được công tác tại quê hương Long An. Đồng chí cho biết, đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm và hứa sẽ cố gắng cùng tập thể xây dựng nội bộ đoàn kết, triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ, ra sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ. Ông Trương Tấn Sơn sinh năm 1984, quê tỉnh Long An, trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng địa chính, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, Trương Tấn Sơn là phó tổng giám đốc tổng công ty du lịch Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sài Gòn Tourist. Tháng 3 năm 2020, ông được Hội đồng Nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bầu giữ chức vụ phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình. Tháng 8 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định công nhận Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Bình nhiệm kỳ 2020 đến 2025 đối với ông Trương Tấn Sơn.